Hãy lên Facebook và tìm kiếm Zeocast. Ở đây 18:30 mỗi ngày mình có đăng những video game cực kỳ hay, đừng quên ấn thích nha. Yo, chào mọi người đã cùng quay trở lại đến với kênh của mình. Và mình là Zeo, rất vui được gặp lại mọi người nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ 36 trong server YouTuber SMB rồi nha mọi người. Wow, thì nói chung là mọi chuyện đã khu đất của ổ đất chưa có xây dựng gì hết trơn à. Mấy này cũng không thấy ổ đất vào để mà buôn bán gì nha. Uầy, có con Axolotl rồi các bạn. Hình như mình mua, lần trước mình mua nhưng mà mình bị chết, mình bị mất hết đồ các bạn ơi. Cái ai hình như đặt cái con này của mình nè, đúng không nha. Không biết có phải không, lần trước mình cũng mua con màu hồng ấy. Đồ bị rớt rồi. Hơi khoai nha. Thì mọi chuyện nó qua đi rồi thì mình cũng đang ở căn cứ bí mật các bạn à. Bây giờ mà mình có gặp anh John thì mình sẽ gọi là lấy tim nha các bạn. Sẽ có cơ hội lấy tim, phải lấy lại mới được. Không thể nào mà bị mắc một cách dễ dàng như vậy được. Cái khu rùa này thì mình nghĩ là mình sẽ làm một khu du lịch sinh thái rùa cái kiểu ở đâu đó bên đây chẳng hạn. Cơ bản là bây giờ mình cũng chưa có cái ý tưởng gì hay ho về con rùa hết. Bạn nào có thì ra bình luận bên dưới nha. Và hiện tại thì cái khu này cũng còn hơi trống á mọi người à. Cho nên là mình cũng đang định xây một cái gì đó cho nó xịn xíu. Ui da, hết than rồi, từ từ. Nên mình về mình lấy thêm tí than cái đã. Rương xuân cơ thì tạm thời chắc mình để về đây chứ cũng khá là lười dọn anh em ơi. Lười dọn kinh khủng luôn ấy. Mà chúng mình có để than vô đây không ta? Ồ, không có rồi. Ồ, thế than để đâu hết rồi nhờ? Trong đây cũng bị lút sạch luôn rồi. Hình như than để trong, chắc vẫn còn giữ trong đây ấy. À đây 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 đây. Ngon. Lấy ít than ra làm tí đuốc nha các bạn. Lần trước mình cũng để khá là nhiều ấy. Bây giờ mình sẽ đi chặt thêm tí gỗ nữa. Nói chung là đồ mình thì mình cày rất nhanh các bạn à. Qua một tập thì mình lại full đồ nữa rồi. Thì nói chung á, là cái này nó không quan trọng lắm đâu các bạn. Mình chỉ cần ép bảo vệ full dòng bảo vệ là được rồi. Không cần mấy cái kia đâu. Cái kia thì thật ra có cũng được, không có cũng được. Như là hô hấp hay là đào nhanh chứa nước, hay là bảo vệ sát cân khi rơi, hay là xả nước chứa nước này nọ đó. Mấy đó thực ra cũng không cần đâu. Cho nên là không sao hết. Thì mình là mình chỉ cần cái bảo vệ với cả sửa chữa thôi. Chậm hỏng thì cũng có càng tốt nha các bạn. Hầu như là của mình đều có full chậm hỏng và full bảo vệ cũng như là sửa chữa hết rồi. Sửa chữa thì sách MK cũng đang định mở bán á, cũng khá là nhiều. Rồi, thì hiện tại mình đang định xây một cái hòn đảo ở trên đây nè các bạn. Ở trong cái khu mà mình lần trước mình đào đây nè, thấy không? Rồi mình sẽ xây nó trên đây. Đấy, thì nhìn nó sẽ ok hơn các bạn à. Ai đây? Ai đây? Ai đây? Thanh niên no shot các bạn ơi. Anh Cam ơi. Ồ anh đây em ơi. Anh có chưa biết mình nữa. Mình lên đây mình nghe lén thôi. Ơi vụ gì vậy ta? Hình như ở đây không nghe được anh em ơi. Mình qua cái mộ của Deadpool đi. Deadpool qua cà phê đèn mờ làm gì nhỉ? Lúc nào cũng thấy qua luôn. Trời ơi, mấy thanh niên đó tưởng nói gì, nói xàm xàm không bạn ơi. Ok, cũng không quan trọng cho lắm. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm thêm một tí gỗ cũng như là một tí đất nha các bạn. Gỗ hiện tại thì khá là khó tìm anh ơi. Chắc mình nghĩ mình sẽ bay qua nhà của anh Brownup rồi. Hiện tại trong server chỉ có vài người thôi. Giờ này thì mọi người cũng chưa vào các bạn, anh MK cũng chưa vào. Lấy nữa hỏi ảnh coi ảnh có xây cái shop chưa. Cái shop bán sách sửa chữa các bạn à. Lần này thì mình nghĩ là mình sẽ kêu ảnh bán đá đắt một tí. Chứ bán rẻ quá thì mấy thanh niên mua rồi đi đánh nhau nữa thì lại gãy. Đây. Ui. Khu gỗ của anh Bro nấp đâu ta? Chết rồi, hình như anh ta chặt hết rồi bạn ơi. À đây. Khứa nào đây? Đây. À đây, à đây. Ai biết? Đứng lại. Bụng bự đúng không? Bụng bự. Ê, bụng bự. Sáu muối nha, trong cái bụng bự nha. Sáu muối bụng bự. Em có bán cái sách sửa chữa không? Sách sửa chữa hả? Trời ơi, em chưa farm nữa. Hay, có bán lục bảo không? Anh cầm kiếm, anh nói chuyện em cầm kiếm. Có bán lục bảo không? Lục bảo hả? Có. Mà giá như thế nào nha? Anh muốn mua bao nhiêu? Ê, tàn hình không thấy tên luôn. Trước. Tàn hình anh không thấy tên luôn nè. Đứng lên đây, đứng lên thứ hai, đứng lên thứ hai. Phát tiêu luôn. Không thấy tên được. Đấy, ảo vậy? Làm thuốc tàn hình đi. Thế em có bán thuốc tàn hình không? Không anh ơi, em cạnh tranh bị ta dí chết. À, thế lục bảo. Lục bảo hiện tại giờ em đang có 51 cục. Bán giá như nào đây? Chị, em chỉ anh nè. Sao? Đi đâu? Chạy tới gì ta? Cái gì? Cái đi đâu? Chỗ, mấy đi cái đâu, con đâu, gì cấp trên làng á. À, thôi rảnh quá, qua đi đó làm chi? Anh muốn farm tôi tầm không? Qua đó farm đúng không? Không, cứ điêu em, anh lấy hiệu. Ok.
Nhưng mà à em farm lấy lục bảo hả? Đúng rồi. Em farm ở đây hay sao? Hay là dẫn nó về? Không. Anh kiếm con cầm cờ đi. Kiếm con cầm cờ đi. À, ui cái này đem về farm mà, rảnh vậy? Anh muốn mua. Anh muốn mua bao nhiêu? Anh muốn mua lục bảo. Mà bao nhiêu á? Em có bao nhiêu? Kìa con cầm cờ kìa. À đây để anh xử nó. Ui. Khoai thế. Rồi ok, có hiệu ứng rồi đó. Đi em. Xuống dân làng đúng không? Đi lên chợ đi. Lên chợ đi, nó bắn đau quá. Nhưng mà em bán lục bảo giá như thế nào nha? Một lục bảo bằng một kim cương. Ui, bán đắt thế. Đắt rồi. Hai lục bảo một kim cương đi. Để anh đi qua bên cái khu đánh nhau đi. Cái khu chiến tranh đó. Vậy thôi qua đó em farm đi ha. Ok. Đây, à, em làm máy farm đúng không? Hả? Em làm máy farm này đúng không? Em farm đây nè. Để chân để cho chơi vậy luôn mà không ai biết luôn. Ui dồi ôi, bữa giờ mới biết luôn á. Đó để. Bây giờ anh bay lên anh đứng trên đó đúng không? Đứng ở dưới. Đứng ở trên chứ. Đứng ở trên nó thấy anh nó bắn anh sao? Đứng ở đâu? Bình thường em đứng ở đâu? Đứng có cái hè như này nè. Thôi mà giờ đi xuống dưới là anh xử em sao? Điên xử em làm gì khùng quá. Xuống đi. Xuống dưới thẳng luôn đúng không? Ây ha, ngon vậy ta, mới biết luôn á. Ngon. Nè, ui dồi. Anh muốn biết tụi nó đang ở đâu đúng không? Mình bấm vô cái chuồng cái. Rồi ok. Rồi ngước mặt lên trời. Có thấy cái gì? Ôi. Sao vô được vậy ta? Nãy dí anh đó kìa, bấm cái chuồng cái nhìn trời là thấy chết nữa. Anh thấy gì chết liền luôn á. To to á. Anh thấy gì chết liền luôn á. Ngước mặt lên trời. À, đó, ngon vậy ta ha. Ui. Ảo ơi. Em xây lúc nào đây? Lâu rồi anh ơi. Lâu có mấy con gì ta? Con châu á. À. Bị kẹt lên chỉnh bắn lên cái. Mình gõ chuông lên tự chạy xuống đúng không? Rồi giờ giao dịch lục bảo này, 51 cục okay. Lục bảo bằng 51 cục kim cương. Bây giờ phải có render. Ném cái rương ra anh mở phát. Em làm gì có render? Anh cũng làm gì có. Rồi anh farm tiếp luôn hay đi về giao dịch luôn này. Giao dịch luôn đi. Đây. Lên luôn. Chết rồi, nhưng mà còn hiệu ứng mà. Gãy nó lên đây. Hồi anh qua nhà Brunup là gãy á. Không, hiệu ứng nó chốt ở đây rồi, sao anh qua nhà Brunup nó hồi sinh tiếp được. Mà em bán đắt quá, hai lục bảo đi. Hai lục bảo đi nha. Hai lục bảo làm một kim cương. Làm mới ruột, hai làm mới ruột. Một kim cương. Ok. Đi về nhà đi. Mới ruột luôn, sau này là tuần nào là cũng ghé mua hết á. Tới bến rồi. Có pháo bông luôn không Ripple? Không, anh pháo bông anh mua của đất đi vô cái xe tạp hóa, xe lộn xe bán hàng. Ui bán mắc lắm. Anh còn 30 kim cương nè, vậy là lấy được một stack không? Em có đây đưa em 25 cục kim cương. Em có 50 em rồi. À ok. 25 nha. Ok nha, đúng nha. Từ nha, em dục mỗi lần em dục em sẽ dục ra 12. Dục hết luôn đi, dục hết luôn đi. Rồi để check phát 13 nè. 15 nè. Rồi bonus hết chưa? Hết chưa? Bonus cho anh một cục luôn. Ồ, bonus nhiều dữ ta. Em rồi khó kiếm lắm, phải dễ ra phần. Ok nha, cảm ơn em nha. Em buôn bánh ngọc blue bào hả? Không, đi ra. Ôi, trên chợ nha, không hâm dọa nha. Không chém nha. Chém đi, ước chém đi. Đây, lấy thịt chém ông luôn nè. À, để nha, vui nè. Lấy thịt chém ông luôn nè, được chưa? Đâu rồi, tôi nằm ra tôi ăn vạ đây. Ai nằm xuống, ui dồi, đây, cúng ông nè. Đẹp vui nè, tôi ăn vạ đấy. Cúng ông nè, không có ăn mía không? Cúng luôn, cúng xương rồi. Luôn. Đẹp vui bán cái gì mà đắt thế, 25 kim cương lận. Bán cái gì? Mày rùa ông mua không? Thôi, tôi đi ra đây. Mày rùa ông thổi lâu cái nước. Đúng rồi, may rùa đúng ngon luôn. Giá 25 kim cương siêu rẻ. 20 kim cương mua. 20 kim cương, ôi ông kiếm may rùa ông phải ngồi đợi cho con rùa nó nở. Đúng rồi. Thôi sau này nó lạm phát ngay mà ông ơi, thôi. Ê, ông cứ giữ đi nhá. Ai làm đâu lạm phát. Ê, nhưng mà cái giờ người ta có bơi dưới nước đâu. Cái khu rùa đó là của anh mà Red Bull.
gì của anh của em nha. Anh mua hỏi rồi gạch nha, anh mua rồi gạch nha. Anh mua nào nhưng mà nó nằm trong đất của em là của em. Nhưng mà khu nó nằm ở ngoài em lấy vô đúng không? Tại vì em thấy nó đi một vòng. Đó đó thấy chưa? Thì rồi vừa của anh rồi. Lần trước á. Có hai con rồi. Ừ thì đó, anh mua hai cái gạch ship qua mà. Hai con nó không có đẻ, em mới đi lấy trứng em về em bỏ đó nó tự nở ra. Thiệt không? Thôi giờ kể công kể đến Tết. Kể đến Tết. Giờ kể công chắc nghĩ ra một phim Hollywood kể cũng được. Đúng đúng, bây giờ phải đền đi. Đất Rio đi giảm giá đi. 20 kim cương người mua. Em ơi kim cương 21. 21 nữa. Không trả giá. Không chùm trả giá. 21 thì trả Rio 4 kim cương đi chứ tôi không có mua. À đúng rồi, bữa giờ chưa có đóng thuế nha Deadpool. Bữa giờ chắc cũng có 3 ngày đó, mỗi ngày 5 kim thuế cương. Thế là tòa, thế là đóng cho trưởng làng như thuế đất của tôi chứ, thuế đất của tôi mà, tôi cho thuê mà. Mỗi ngày đâu đều đóng kim cương chứ. Đây là tiền thuê, không phải tiền thuế. Tiền thuê, để mà đóng thuế, được chưa? Ok luôn. Được chưa? Thấy không? Thích không? Thích không? Thích không? Thích không? Thích không? Thích không? Thích, thích. Đừng nhờ, đừng nhờ nha. Thích nè. Ôi, ghê đó nhỉ. Đi đâu chúng đây? Chúng. Đi đâu đây? Xét đi đâu đây? Thế đi định phá quán Deadpool mà thôi. Xuống đây Zero Cat đây. Đi đâu? Xuống đây làm gì? Đến bắt tôi à? À, ông cho anh lên trong server đúng không? Đúng rồi. Ok, đội này Norset cứ kêu mình ra để mà ký hiệp ước hòa bình. Tại vì Norset thấy cái khu đất này á, chuẩn bị kiện lên tòa mọi người. Vì bọn mình đông hơn các bạn à. Bọn mình lấy thu thập bằng chứng rất là nhiều nguồn và rất là nhiều người đó, cho nên Norset cũng khá là sợ và đã nhường lại khu đất này cho tất cả mọi người, cũng như là ký hiệp ước hòa bình với mình. Thì ai đánh thì sẽ bị mất một tim và 60 kim cương đấy. Và Norset bỏ tất cả cái khu đất ở đây và để mà lên một cái khu nào đó bí ẩn để mà ở, để mà tránh những cái chiến tranh các bạn. Hiện tại thanh niên đang sợ đó bạn, đang rén rồi sợ bị vô tù chừng 2 tim đó anh em ạ. Không có con kẻ giám hộ lớn tuổi sao người ta vô tù. Ôi cái nhà tù này ai say mà nhìn ngu ngu nha. Hơi ngu đúng không? À rồi bầu lại cấp tình xoanh Kuro ấy. Ui dồi, nhìn nó chứ cứ như kiểu gì ấy. Nhìn nó bừng quá hả? Ờ hơi bằng. Nhưng mà làm sao để vào nha? Ê, anh thử đi, anh dùng hết đồ ra, cái anh dùng mắt Ender anh quăng vô. À, là người ta dùng mắt Ender người ta ném lên cái tao thoát game. Ông nào xây tính toán đó. Đỉnh vậy. Rồi bao ấy. Ông trùm xây dựng. Kiến trúc sư. Ok nhá, bây giờ từ từ. Chỗ này phải là đào một cái đường hầm để sau này vượt ngục. Ê. Sao đây, sao đây? Nghe rồi nhá, nghe rồi nghe nhá. Nghe gì, nghe gì. Nghe rồi nhá, đào okay cái đường sau này bẹp nhá, bẹp nhá. Bẹp chưa? Tờ. Suy nghĩ gì không? Chăn chói gì không? Cho mic ông tôi nã. Ui trời ơi, lỗ tai ông bị điếc rồi. Rồi ok. Nào. Mà bây giờ mình sẽ lấy tim của thanh niên này ông mới được. Ông thích xem cái cảnh máu me này sao, Deadpool? Deadpool à. Thấy không ơi? Deadpool nè. Ok. Xong xuôi rồi, Deadpool đây, đi lên thôi. Ok, thì như vậy thì... Norset với mình đã ký hiệp ước rồi nha các bạn, hiệp ước hòa bình rồi. Do Norset là không muốn đi chiến tranh nữa, không muốn phá hoại nữa, không muốn buôn bán đất nữa. Nói chung là bỏ rừng về, bỏ phố về rừng các bạn à. Bỏ phố về rừng rồi anh em ơi, cho nên là đã trả tim lên mình. Nói chung là ai vi phạm thì sau này có cái hiệp ước, lấy cái hiệp ước đó ra, thì ai mà vi phạm thì sẽ bị mất một tim và 60 kim cương. Nói chung là vậy cũng được. Ok, tôi thấy Norset có lòng thì thôi, tôi xin nhận. Chứ thực ra nếu mà săn qua săn lại thì không có làm ăn được gì anh em à. Không biết sao nó xếp lại bỏ phố về rừng nữa. Thanh niên đang định xây dựng ở đâu ấy. Ok, gác chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm mấy cái nguyên vật liệu để mà chuẩn bị cho cái hòn đảo siêu to khổng lồ của mình nha các bạn. Ui, hòn đảo này hơi bị chiến luôn ấy. Coi, chúng ta chặt gỗ ngoài này thôi. Chứ ngoài này cũng nhiều gỗ mà các bạn. Mà không ai chặt hết trơn. Hay là mình đem một tí về mình trồng nha. Nhưng mà trồng ở nhà chắc chắn sẽ bị có người lại chặt à. Ở đây không ai trồng gỗ sồi hết á. Thôi mình sẽ lấy một ít về đi. Để mà mình làm cái... quên nữa. Thiếu mấy cái mầm cây nữa nè em ơi. Mình sẽ là về mình làm cái que để mà cắm đuốc. Cho nó sáng sủa khu dưới một cái. Không biết đủ không nữa nè. 64 chắc cũng dư rồi đó anh em à. Giờ chúng ta sẽ tìm một cái mầm cây ha. Tìm một cái mầm cây để mà có gì lên đó mình dùng bột xương ấy, mình cho nó lớn lên để mà mình trồng một vài cây trên đảo nữa. Thì mình nghĩ chắc hòn đảo trên trời nhỏ nhỏ thôi. Sau này mình sẽ xây thêm cây đậu nữa, mà cây đậu mình cũng đang chưa
chưa biết xe bằng cái gì các bạn. Xe bằng gỗ thì nó cũng hơi bình thường. Cái đầu thằng của Jack á mọi người. Rồi ok, có rồi nè. Hoặc là mọi người có các idea nào hay hay về chủ đề xây dựng á thì bình luận bên dưới nha. Mình coi có idea nào hay không mình xây theo anh em. Ui sao trời tối dữ ta. Không có đem sẵn nữa. Thế bây giờ phải qua bên đây. Mình có cấp độ 36 rồi à. Thế bây giờ phải tìm một cái bàn enchant. Mà trên đây thì làm gì có đúng không? Xuống địa ngục thôi. Nói chung là mình sẽ qua bên cái máy farm của anh Brownup. Để mà qua đó mình ép đồ phát. Hoặc là về Ender cũng được. Giờ hết kim cương rồi chắc mình xin thiếu đi. Ok. Ép nhẹ phát bạn ơi. Độ mềm mại. Ngon. Hiệu sức 4. Chậm hỏng luôn. Thơm. Phải gọi là siêu may mắn các bạn à. Ok. Ôi xém rụng. Ôi xém nó cảm nhận động năng rồi. Nó xếp kêu mình về khu đất các bạn ơi. Ok. Không biết có chuyện gì xảy ra đây. Mình cũng đang định đi đào đất anh em ạ. Ôi chủ gì đây. Wow. Gì đây. Wow. Đi đâu đấy ông? Đồ hôm qua tôi chở ông đâu rồi? Đồ nào? Hôm qua tôi để đồ Nether Ray vào đây hết rồi mà. À được mỗi cái quần với cái mũ hả ông ơi? Tôi chỉ loot được như thế thôi, cái giày nữa đấy. Ờ thì đó, ở đâu cái giày chứ? Cái giày với cái mũ à? Còn cái quần áo với tất cả mọi thứ mất hết rồi. Này thì cùng với chúng tôi. Đi đâu? Đi đâu? Đi qua đây ông, đi qua đây. Có ai làm gì đâu. Nào, ok. Nào. Ok các bạn ơi. Thì Dino Set đang định dí mình để đổi hiệp ước các bạn. No never nha các bạn. Hiệp ước đã ký rồi. Bây giờ mình có thể tấn công vào những cái người mà bên phe đồng minh của Noset. À và Noset đã xong được can thiệp vào. Khi mà Noset can thiệp vào thì sẽ bị trừ một team. Ok, quá tuyệt vời anh em. Ngon. Ui tự nhiên được trả một team mà thấy mình cảm giác mình lời kiểu gì ấy. được luôn. Được rồi. Thôi. Đi về thôi. Nãy anh MK có nhắn gì đây? Em đang ở đâu? Ở nhà anh ơi. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục cái công việc xây dựng đảo thôi. Thì nãy lúc nãy nó xếp cái qua bàn là cái vụ đất á anh em. Thì nó xếp nói là cái khu này nhường lại cho mình. Nhưng mà vẫn bán lại cho mình các bạn. Chứ không phải là nhường, bán lại đầm 60 kim cương. Thì mình thôi, mình mua luôn. Và cái công dựng đất chị bên đây nữa là 30, nữa là 90 anh em à. Ui dồi, ảo thực tế nhưng mà thôi không sao. Dù gì thanh niên ngày xưa cũng giúp đỡ mình anh em à. Ok, mình sẽ đập cái này đi. Giờ cái này mình có quyền đập rồi nha các bạn. Coi như là khu đất này là của mình rồi đó. Đây. Mình sẽ đập khu này ra. Rồi ok. Coi như là xong xuôi về cái vụ đất rồi đó. Của nó set mà mình là xong. Ơ ống đầu tàn hình nha. À Deadpool chứ ai nữa. À đấy Deadpool các bạn ơi. Mình sẽ giả vờ không biết, mình sẽ bắn cung nha. Ok. Đây, bắn cung một phát chết luôn nè. Mình thấy à. Tàn hình với chúng tôi nè. Đâu ta? Nấp đâu ta? Kìa, trốn kỹ được chứ. Ây da. Trốn kỹ thiệt đó. Thôi mình sẽ đánh đại đi. Biết đâu lại trúng anh em. Ui, mình mới thấy thuốc chạy ngang. Đâu rồi? Trời, rõ ràng mới thấy thuốc chạy ngang luôn ấy. Ok, em đợi anh xí hả? Ok, thế bây giờ mình sẽ đi đào đất đi. Mình lên núi mình đào đất tí nha các bạn. Rồi, nãy giờ lo về cái vụ này cũng mất khá là nhiều thời gian của mình. Trời ơi. Đâu đó anh? Em đào cái gì ở đây thế? Em đi xây dựng quy mô lớn anh ơi. Mô lớn là cái gì? À đúng rồi, lúc nãy vụ gì mà nó xích trả tim cho em đó. À hồi nãy em nó xích có qua là ký hiệp ước hòa bình với em. Nói chung là muốn bỏ phố về vườn ở đây. Muốn bỏ phố về vườn là sao? Chứ là... Ê, quên, tự nhiên anh đặt lại chị. Là khu đất trên chợ đó thì nó xích thấy là đang bị yếu thế hơn á. Cho nên là nó trả lại cho mọi người rồi. Cũng như là trả lại cái khu đất ở dưới cho em luôn rồi. Nhưng mà khu đất ở dưới thì bán lại giá rẻ, còn khu đất trên chợ thì trả cho mọi người rồi, với cả trả lại một team cho em. Và có em với Noiset có ký một cái hiệp ước, đó chính là ai mà đánh trước á hoặc là giết trước á thì sẽ trả một team và 60 kim cương. Còn đồng minh hai bên mà như em và Noiset á, ví dụ Noiset có đánh anh thì em không được bay vào, còn anh em mà đánh
cáp tành hay gì đó thì nó sẽ không được bay vào. Là sao chưa, vẫn chưa hiểu lắm mà tại sao lại không được bay vào nha? Tốt, mình đúng phải rồi. Tuân thủ luật thì mình mới bắt người ta được, đúng không? Mình vẫn tuân thủ luật nha, không phạm luật nha. Đúng rồi, mình chơi xanh chín chứ không thể nào sống mà chín, chơi 100%. Sống nhăn như bên kia được. Bên kia chơi sống quá. Sống ăn quá. Tương sống quá. Ôi giời, anh đang định say gì đây? Còn đồ đạc đâu? Đồ đạc thì mới trả được cái quần, ổ cái mũ với cái đôi giày thôi anh ơi. Cái mũ với lại đôi giày, còn cánh đồ chưa trả. Sao anh ơi, cứ để đây, cứ để đây. Có lý do để mình đánh, có lý do. Đúng, cứ để đó. Đó mình bèm bữa. Có lại anh vừa mới là coi như là deal được cái hợp đồng với lại thanh niên Deadpool rồi nè. Ôi giời. 5 kim cương 1. Ơi, không phải 5 kim cương mà là 50 kim cương là được 12 cái. Sao rẻ vậy anh? Là buôn... thì đã nói là độc quyền mà mình còn được buôn bán độc quyền luôn, tức là không ai gọi là tranh luôn, không cung cấp cho bên nào luôn. Anh có chắc không á? Thì anh kêu là thanh niên bây giờ anh đưa anh cọc trước rồi, anh kêu thanh niên đó là bây giờ đi kiếm đi để anh về anh viết cái thỏa thuận hai bên ký vô. Ok đấy, rồi. Nhưng mà anh còn anh đưa cho anh lên luôn, anh đưa cho anh lên coi luôn. Ok đấy, được. Mà đem nói chung là thanh niên mà sơ sẩy là cho vào tù ngay. À được rồi. Ơi tính ra bên mình chuẩn bị đầy đủ là ngon á. Giờ chỉ thiếu người nữa thôi. Bên mà tại bên lực lượng bên mình hình như là cái khung giờ online nó không có cố định ấy. Cho nên cái khung giờ này nè không có ai hết à. Nhưng mà anh còn vật tổ không ấy? Anh còn hai cái. Anh giữ đi. Đủ. Để lại em cứ giữ đi. Hồi bữa em có đặt mua mà, giữ đi. À quên mất. Mai thanh niên nó giao hàng rồi anh đưa tiếp. Thanh niên nó có máy lục bảo nữa anh. Em mới biết cái máy farm lục bảo nè. Ở đâu? Quầy có chỗ farm lục bảo. Anh bay qua bên kia, anh lấy hiệu ứng, xong đó anh bay qua ngôi làng cũ của anh Linh á, là có cái máy farm ở đó đó. À, trời ơi, tưởng gì. Không, có bán lục bảo nhưng mà anh kêu là không mua rồi. Em nói chung mình là... mình thấy là lục bảo cũng không cần ấy. Cũng rẻ anh ơi, rẻ lắm. Đúng rồi em ơi, cái vụ cái đồng hồ ấy. À, sao? Như là có người biết rồi. Ai biết anh? Sao biết được? Thì ý là anh có nghe phong phanh thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ anh em mình chơi chiêu này mới keo cơ nè. Sao anh? Đợi á mà bên Kuro mà xì ra dù ai mất cấp ai lấy cấp vàng á là mình đem vàng nó gắn lên lại. Đúng. Em tính trước rồi, em chưa có đập ra, em chưa có dùng, em vẫn còn giữ. Đừng có dùng. Không, mình giữ lại đó. Ý là kiểu như là mình chơi chiêu coi như là làm cho không ai tin Kuro luôn. Đúng rồi. Kiểu như vô khống ấy, cái mình lấy tiền lại. Dạ. Đúng rồi, hợp lý. Mà lem đó. Em nhớ giữ nha, đừng dùng đấy. Ngứa tay lấy ra chế tấu vàng là toan đấy. Ok anh nha, vẫn giữ. Tại vì cái đó mình cần phải làm nhanh, kiểu như niên nó vừa la lên một cái là mình qua mình gắn lại liền bí mật. Giờ mình phải chuẩn bị không? Mình để đâu đó anh ơi, sau đó mình đem đặt luôn. Chắc em nghĩ em sẽ giấu gần đó thôi chứ để xa quá chuẩn bị đâu. Em cứ giấu chỗ nào mà em đừng cho ai biết hết nha, đừng cho ai biết hết nha. Trời, phi vụ thế kỷ mà anh. Nói chung là dễ lẫn lộn phải không? Thật mà dễ. Ấy. Đấy nó mới hay. Cái gì vậy? Ấy. Ôi giời. Ôi da. Là cửa hàng đây. Em okay cứ tiếp tục dọn núi đi. Okay. Không, em đang định xây khu này bao đỉnh luôn. Ghê. Yeah. Anh sẽ biết sao. Xây 3 2 nào mà xây ngày xong. Nữa. Ok. Rồi anh đi ra làm bên cửa hàng đây. Ok, bye em. Ok, xong việc rồi nha anh em. Bây giờ tôi sẽ về, quên xin anh MK ít pháo hoa đó nha. Ok, tôi sẽ xây dựng cái khu này để mà cho nhìn cái hòn đảo nó sang hơn anh em à. Gần nhà mình đó, nhìn nó sẽ ok hơn. Đây, mình sẽ đặt lên nha. Ok, được cái viền rồi nha anh em. Ây da. Hơi khó anh em ơi. Cái này thì mình cũng chưa xây bao giờ hết. Nhưng mà mình nghĩ chắc cũng không khó lắm đâu. Ok, mình sẽ đào xuống cái cột nha các bạn. Rồi bắt đầu hình dung ra được cái đảo rồi đó anh em ơi. Đấy. Ok nha, từ từ mình bay vòng vòng mình xem thử coi. Ok, để coi cái view này nhìn ổn không nhờ. Nếu mà mình đứng từ bên đây mình nhìn qua thì nói chung là được nha các bạn. Nhưng mà cũng hơi cao ấy, xây trên đây là cũng hơi cao rồi đó. Hơi cao các bạn ơi. Không sao hết. Nhầm. Alo. Từ từ nha, để tôi đi lấy đồ cái lát tôi qua ông ơi. Ông ở chung cư để tôi 30 giây tôi qua liền. Ok nha. Ok bạn ơi, thì hiện tại là ui con này lắc thế. Kuro đang muốn mua cái sunker của mình bạn. Hay mình cũng đang thiếu kim cương. Ngon. Thì mình sẽ đem ra mình bán anh em à.
thơm thơm đang xây dựng cái đảo của mình đó thì có người mua đồ anh em. Lý phết. Ai à, còn 6 vỏ như vậy là chúng ta được 3 rương anh em ơi. Rồi mình sẽ bán giá như nào đây? Lần trước mình thôi nói chung là mình sẽ bán đâu đó một hộp là 20 kim cương nha anh em. Ok nha. Đâu rồi Kuro đâu nha. Ok thì mình có một màn giao dịch với Kuro các bạn à, thì mình bán lại thì nói chung là cái giá là chính xác là 60 ấy, nhưng mà mình khuyến mãi cho Kuro còn 50 đây mà. Ôi trời ơi. Thôi chết rồi, hết pháo hoa rồi. Ai da. Ấy mình bán siêu rẻ luôn các bạn, mình được 50 kim cương, ngon. Thì mình cho thêm Kuro thêm 10 lục bảo nữa. Nói chung là thanh niên qua thanh niên hỏi mình cái bộ đồng hồ. Thanh niên nói là thanh niên bị mất đồng hồ vàng nhưng mà không có giấy chứng nhận nên là không có kiện được. Ui giời ơi, thế thì ngon. Như vậy là mình quá lời anh em ơi. Tự nhiên cái có, ơi cái chỗ này có giấy chứng nhận không ta? Ồ này có rồi, không ăn chạm được. Tự nhiên cái có, ôi bản đồ kìa. Có thêm vàng mà không ai nghi ngờ hết anh em. Thì hiện tại là đây là cái bản đồ khu vực của tụi mình nè ha. Cũng chưa có gì mới lắm, cái này là hình như là mấy ngày trước ấy. Uầy, tính ra quy hoạch cũng đẹp phết chứ bộ đúng không? Khu nhà mình hơi ghê một xíu. Đây là khu chợ. Mình đang định xây cái khu kia ở đây nè bạn, cái khu hòn đảo của mình. Nhưng mà có vẻ như hơi khó đấy. Và mình nghĩ là nó hơi tốn thời gian đó mọi người ơi. Đói, nhìn từ dưới lên khá là ngầu đúng không? Mình không phải xây bằng đất như vậy đó các bạn. Sau này mình còn trang trí thêm một xíu thứ nữa. Chứ xây vậy nhìn nó cũng hơi khoai. Thôi giờ mình xuống mình lấy pháo hoa cái. Mình sẽ đi farm đi một tí lá nha các bạn. Để mà mình chuẩn bị cho cái việc làm như mấy cái rồng rêu các bạn. Nhìn mấy cái rồng rêu giống như cái mấy cái bụng hòn đảo trên Skyward mọi người. Đó thì như vậy thì nó sẽ ok hơn. Chứ mình để đất không thì nó hơi ghê anh em ơi. Mình sẽ làm cho mấy cái rồng rêu nó chạy xuống giống như là cổ xưa đó các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ thêm một tí đá nữa là ok. Đá này thì mình nghĩ là chắc sẽ dùng đá cuội thôi. Ok đá cuội chắc đào đải đây đi. Ôi trời ơi, mới đi cái đập, ông nào phá đó nha. Gì đây? Này Red Bull chứ không ai chứ có Red Bull biết khu này thôi. Mới đi cái đập. Tưởng đâu ai đốt chứ các bạn. Này thì ra là bắn cung. Bây giờ cái khu dưới này hơi khó nha các bạn. Chứ mình sẽ đào xuống rồi mình sẽ đi đường dưới thôi chứ. À phá, phá nhà đúng không? Đâu em hấp sáng đèn cho anh mà. Phá nhà đúng không? Phá gì đâu. Phá nhà đúng không? Phá đâu phá, người nhà mà phá gì sao? Lỡ tay. Ây da, còn một tim. Rồi còn một tim. Em là người cung cấp hàng cho anh mà anh làm gì đó. Nhầm. Nhưng mà tại sao lại phá nhà? Em chưa phá. Đâu rồi, lục bả em có bao nhiêu rồi? Mới được 30 à. 30 à, đây 15 kim cương nè. Nói chung là chưa có nhiều bán nhiều đấy bộ đây. Nhiều nhiều đi. Thôi lấy luôn. Đến đây anh ơi. Lấy luôn đi. Đâu vậy? Trên đây. Ây da, 29 nè. Cộng thêm cái cục lục bảo nãy em bonus cho anh á. Bonus nào, làm gì có. Chứ rồi có 29 nè. Ok luôn, mua luôn. 15 nè. 15. Là 30 đúng không? Ok nha. Uầy. Có, nói chung là có bao nhiêu thì cứ đem qua nhé, anh mua hết. Mua sạch luôn. Giờ anh mua tầm nhiêu nữa? Mua hoài luôn. Có lượng đúng không? Có bao nhiêu mua hết bấy nhiêu. Ok luôn. Em còn bao nhiêu? Đó hết rồi. Nãy em đi farm tiếp. Ok nha, cứ farm nhiều vào. Mua sạch hết. Chua. Ê. Ok thì mình đang định vào xây tiếp á mọi người. Thì thanh niên Việt Đắc với thanh niên Robo có kêu mình qua đây nói có chuyện nghiêm trọng gì ấy. Vấn đề nằm ngay ở đây ông ơi. Đây. Em phá mất con. Ôi. Đây, cái con vịt của vẹt của Âu Đắc này. Và không biết hung thủ nào phá con vịt xong lại tôi biết rồi. Cái bảng này. Đâu. Cái bảng này. Đây, ông thấy không? Việt Đắc đã đến quậy. Việt Đắc đã đến quậy. Trời ơi. Ông thấy thế này hỏng rồi. Không, cái này tôi á, tôi nghĩ là xét đánh á, tại vì cái này nó bằng len nè. Không, nhưng mà rồi sau đó ai lại phá nè. Đúng chắc rồi, luôn ai lấy cái này. Lúc đầu tôi vào ấy thì cái đống len này, đây cái đống len này đó. Đâu? nó từ cái mảnh của con vịt á. Nó nằm trong nhà không à? Đúng rồi, nó xây ở trong nhà tôi ấy. À, xây ở trong nhà tôi luôn này. Khoan, cái này có hai trường hợp không ơi? À, trường hợp thứ nhất là xét đánh nào? Rồi có người lại vu oan cho ông. Trường hợp thứ hai là ông Việt ông tự phá rồi ông để vô. Ấy, không được. Trời ơi, ông có nhìn, hai trường ông hợp ông nhìn tôi lắp cái sừng ở trên này.
Trường hợp thứ ba là có nhìn cạnh cái. Ủa. hai cái cột thu lôi tôi lắp ở trên này xong sao rồi mất rồi. Thì đó, mắc cột thu lôi nó mới bị cháy đó. Ờ, làm gì phải ra? Cháy thì cháy ở trên thôi, chứ làm gì mà cháy từ dưới lên bây giờ. Ông đốt đi rồi nó cháy lan xuống mà. Phải có. Ôi dồi. Trời ơi. Người ta đang có công chuyện mà, đang có công việc. Trời ơi. Dạ. Ôi. Hai em chưa dạ, được là nó khó hiểu quá đi. Chờ vô người một nửa không? Ok ông ơi, lấy đi ông ơi. Lấy cái cánh đó, lấy cái cánh đó. Ấy, lấy cái cánh đó. Để tôi lấy cái pháo hoa nha. Rồi. Ui. Uầy. Sao cứ té thế? Khó hiểu quá đi. Đứng đồ gì đây? Đứng cái té cái đùi. Nhưng mà nhá, cái trường hợp mà bị sét đánh là không xảy ra đâu ơi. Ôi nhưng mà cái trường hợp này là xảy ra lúc nào nhỉ? Lúc tối thì có ai vào không? Ui, lỡ tay ơi. Tôi không biết rồi nhá. Trời ơi. Hôm qua ọp xong sáng nay vào thì thấy bị như này rồi này. Xong lại còn bị cái đống len này nó còn ở trong nhà tôi cơ. Lại còn có cái bảng này. Trường hợp này thiệt là khó đấy hiểu nhá. Tại vì lúc tối tôi cũng không có vào mà. Trường hợp sét đánh là bây giờ là mình bỏ qua đi. Đúng rồi. Vì sét nó đánh không, nó sẽ cháy ở trên phần đầu thôi, nó sẽ không cháy lan được xuống dưới. Lan chứ. Mà chỉ có làm gì lan được. Lan, ông đốt thứ ơi, nó lan á. Đây nha. Nó là len ai, mà. Ai có cái ai thôi, có thôi, cái bật lửa không? Ai có bật lửa không? Tội nữa. Đây nha. Tôi ghi hình lại tôi gửi ông đó. Đó, bây giờ ông cứ xây đại một cái gì đó đi. Rồi đó ông đốt cho anh đi. Rồi nha. Rồi bây giờ nhưng mà bây giờ không có cái bật lửa ta. Để tôi kìa. Bật ở trên á, bật ở trên á. Bật ở trên nhá. Ở trên á. Đây nhá. Ok. Đấy. Đúng ta. Nó lan chứ, nó lan. Nó lan á. Nhưng mà nó không có lan hết đâu. Đấy, nó cứ lan tào lao không à, thấy không? Thấy không? Nó chỉ lan ở trên thôi. Nó không lan xuống dưới được. Ông thấy không? Ông thấy, ông nhìn thế nào? Đấy nhá. Nhìn đấy chưa? Nó chỉ lên đấy, trên thôi. Thấy chưa? Đây. Cũng có nhiều trường hợp lắm, nói chung là khá là khó giải thích. Nhưng mà xét đánh mà nó cháy có một đoạn thôi à? Sao nó cháy cả con vịt? Mà nó cháy ngộ nha. Đúng không? Đúng rồi, nó đáng ra nó phải cháy từ trên xuống đúng không? Mà trên ảo cái phần đấy. Này nó vẫn còn đầy này. Cái này gì là có người đốt ở dưới rồi. Cái này có người đốt rồi. Cái này chỉ đúng người rồi, đốt đúng rồi, vì có phần người đốt dưới rồi. Vì phần dưới nó rất là to không ạ? Giờ lúc tối thì lúc tối có ai vào nhờ? Robo có phát hiện ai không? Không, tối rồi vào có mình Việt Đắc vào với lại anh đồ nước thì phải. Đây này. À, biết rồi, biết ai rồi, biết ai rồi. Hung thủ chỉ có một. Rồi gạch chứ ai nữa. Bữa giờ rồi gạch đánh nhau với ổ đất lấy tim lấy qua lấy lại hoài luôn. Vậy hả? Rồi đổ tội cho Việt Đắc nè, tôi nghi là vậy thôi. Trời ơi. Tối tôi thấy có rồi gạch nữa. Thế là chuẩn rồi. Thế nhưng mà tại sao cái bảng này nó lại ghi là Việt Đắc đã đến quậy mà trong khi tôi không bao giờ dùng cái từ quậy ông ơi. Đúng rồi, quậy là chỉ có ở miền Nam á. Thế là bây giờ người miền Nam kiếm người miền Nam đi. Người miền Nam. Miền Nam có ai? Có Reagan nữa. Bây giờ mình phải đúng rồi, Reagan ở trong đâu ra? Reagan ở gần nhà tôi không ơi. Được đấy. À, nghi lắm nha, nghi lắm nha. Nghi quá. Còn này để tôi khoanh vùng lại xem ai quậy, đã nghi quậy có này. Thể là nói chung là nhưng mà để nghi nhất là Reagan thôi chứ. Nghi Reagan là để tôi hỏi Oduck xem, nhưng mà Oduck giờ còn chưa on cơ. Trời ơi, tí hỏi làm sao đây. Thôi bây giờ ông đưa tôi một stack kim cương đi, chi phí điều tra ban đầu á. Thôi, tôi hết kim cương rồi, hôm trước bị Kuro chấn lột rồi ông ơi. Tôi bị Kuro chấn lột kim cương rồi. Tôi sao? Hiểu mấy ông dịch vụ mới của tôi chứ. Đâu tôi, ông? Đi học làm bẫy không? Hoài. Ê, tôi có ok. Thì, tôi làm bẫy chứ. Ok nha, đâu. Review cho em xem không? Dịch vụ làm bẫy à? Trời ơi, nhưng mà tôi sẽ làm cho mọi ông sẽ coi thử không? An tâm. Rồi ok, đâu? Để xem. Tôi cũng có bẫy vậy. Nhưng mà dễ lắm. Để ông xem. Ông đưa tôi cái phiến đá là được. Để xem bẫy của Rainbow như nào nào. Bây giờ gọi là Việt Đắc muốn làm không? Tôi làm cho một cái Việt Đắc trước cửa. Ôi làm trước cửa luôn à? Có logo này, nhà tôi có logo của Việt Nam rồi, làm sao mà? Nhưng mà làm bẫy là phải có cái phễu để mà thu đồ đúng không? Không, giờ ông có hai loại, một là loại nhốt lại, một là loại gọi là chết luôn. Chết luôn thì bao nhiêu ông? Chi phí bao nhiêu nhỉ? Chết
luôn á hả? Chết luôn thì chi phí nói chung cái bẫy nó sẽ nằm vĩnh viễn nó luôn phải không? Nên là chi phí nó sẽ hơi cao đấy. Ôi dạ. Trả bằng cái này được không? Ok, cái đó cũng được, cái đó. Cái này đỏ ngon mà. Ông là dân làm mà. Ông là dân làm. Thế bây giờ tôi order một cái bẫy đi nha. Ok, trước cỡ nhà ông đâu đâu. Mà nhớ khi nào xây xong nhớ hú nha chứ không thôi tôi mắc bẫy luôn á. Ây da. Đây qua đây qua đây qua đây. Trời ơi, có vẻ như không ổn rồi. Ê khoan. Ê, tôi có ý hay nè. Bây giờ mình cài một cái bẫy ở đây đi. Ai mà dính bẫy là người đó hung thủ rồi. Chuẩn rồi. Như là ô đắc vô đó. Nhưng mà ô đắc đừng nghe ô đắc nhìn cái bảng này. Ô đắc nhìn cái bảng này xong ô đắc này chết rồi. Trời ơi, lại bị dính bẫy chết. Hay bây giờ mình cho ô đắc ta. Thôi rồi, để đó đi. Thôi cứ làm cái bẫy ở nhà tôi trước nha. Nói chung cứ để lại đi. Trời mà Zio ơi, ông muốn là bẫy tấn công hay là bẫy kiểu như bẫy nhung nham? Bẫy nhốt rồi lấy đồ không ơi? Bẫy nước được không? Bẫy nước hả? Bẫy nước thì bình thường quá. Ơ? Thế bẫy lấy đồ không ơi? Bẫy cái đinh á. Tôi nhớ hôm qua cái bẫy thạch nhũ không ơi? Bẫy Asolot mà ta. Sao giờ mất hết rồi? Bẫy thạch nhũ. Cái nhà của ai đây không? Cái nhà của ai đấy? Tôi cũng không biết đâu ông ơi. Thấy xây hôm qua có mấy con Asolot bên trong hôm nay. À, nhà này có ổ đất, khu này ổ đất thuê ông ơi. Trời ơi, ô đắc quả này mất hết rồi. Đây nè, xây từ từ. Ông thấy khu này chỗ nào xây được? Xây cho ai, đó. Xây ông muốn xây ở đây luôn không? Nguyên cái đường này luôn. Xây đây luôn hả? Đó, được đấy. Khó ta. Ở đây, ông muốn ở đâu cũng được. Tức là mình sẽ có một cái hòm với ông đánh. Ok, xây đây đi ông ơi. Đúng rồi, ông xây đây. Nhưng mà ông phải im lặng nha. Hợp đồng im lặng nha. Ok nhô. Bảy thạch nhũ nha, ông rớt xuống rồi, có cái phễu hút đồ vô rồi tôi xuống tôi lấy thôi. Ăn chia 50-50 nhá. Ok nhá. Hút đồ xong ăn chia nhá. Hút đồ chia hết. Ông nào rớt xuống đây là vi phạm rồi, tại tôi đợi cái này mà. Đúng rồi, không phân sự miếng. Không phân sự. Ok là bảy đây được không ơi? Cái nhà của ai đây? Trời đẹp phết nhở. Bao nhiêu tiền nhà tôi trả luôn ông ơi. Đẹp phết nhở. Ông có bao nhiêu gọi là cái màu xanh xanh đó? Tôi có nhiều lắm ông ơi. Cho tôi xanh 32, tôi lấy mending đi. Ok nha. Đó. Trả trước luôn nha. Ok nha. Không làm là mắc lỗ tai đó. Người gì kinh doanh dịch vụ thử thôi cho ông là khách hàng đầu tiên. Ok, nhưng mà làm rộng rộng tới nha ông để. Mà ông làm sao mà cho người ta đi vô người ta không biết luôn á, đi cái rớt xuống luôn. An tâm. Tôi nghĩ bảy thạch nhũ chắc cũng dễ mà đúng không? Được, ok nha. Làm đi xong ổn thì có bonus. Đây là giám sát công trình nè, giám sát công trình. Giờ phải giám sát chứ, trời ơi. Giám sát luôn hả? Giám sát đi, giờ tí ông làm xong ông test thử nhá, xem có chết không. Ok nha, thôi đi làm vậy đi, việc đó rồi, lát quay lại. Tạm thời có mà mình có bằng chứng ba người mà. Thế là ba anh em mình có bằng chứng ngoại phạm rồi nhá. Mấy người đó. Này là không biết ai làm nè, này tôi nghi Reagan thôi. Ui, nhìn đây. Hả? Ê, Robo ơi. Dụng cụ đánh lửa này. Đấy đó. Ui. Rồi đánh lửa nè. Rập mầm rau. Mầm rau. Trời ơi, đây. Ông ơi xem nè. Có bằng chứng này không? Thầy có đánh lửa rồi. Dụng cụ đánh lửa lại còn treo ở cái đèn ô tô ở ô đắc này. Ngoài có chủ đích rồi. Có chủ đích, đây có chủ đích. Cây ô đắc rồi, cây ô đắc rồi. Đây là ai cây ô đắc lắm ấy. Trời cay lắm rồi ấy làm như vậy á. Cái này chỉ có Reagan thôi chứ không ai hết á. Chết rồi. Tôi nghi lắm á. Reagan ơi. Làm mà lộ quá. Lại còn chắc gợi ý cho các thám tử ấy mà. Ê, sửa chữa rẻ vậy? Anh em. Đâu? Được mua anh em. Nhanh lên. Hết hàng bây giờ. Sửa chữa. Ui giời, còn cái đẹp. Ai lấy hết rồi. Ui, 10 kim cương à. Thôi lấy 2 stack coi. Rẻ thế. Em bỏ rác đi không vậy? Lấy 2 stack ủng hộ coi. Ây à, được quá nhở. Ây à, nhưng mà cái hang nè mọi người. Ui, xuống không ơi. Ui, mua thêm một quả ô đắc. Cái hang này không có đồ không ơi. Ui. Để cho đẹp à? Hay là gì có ta? Cái nệt ông ơi. Cái nệt luôn, có giá đó. Thôi đi lên. Ok. Thôi còn 20 kim cương thừa chắc là mua thêm đi. Mua luôn đi. 20 kim cương được bao nhiêu stack à? Mua xong bỏ vô đây hả? Ê tôi thấy ở đây ai bỏ rác quá trời nè. Đó, ai bỏ rác quá trời luôn á. 10 kim cương 2 stack. Xong mà bỏ rác vô. Trời ơi. Thôi đi ra ông ơi. Mua thế được rồi. Đi ra. Ô trời ơi. Đi ra. Ok.
90%. Rồi ok nha, tôi đi làm việc tiếp đây. 90% luôn. Mấy ông thấy cái đảo trên trời không? Mấy ông thấy gì trên đó không? Đẹp ơi. Thấy cái mộ không chảnh? Ê, nãy tôi lên có đứa phá á. Cứa nào đặt cái thánh giá trên đó. Từ cái mộ ông ở bên trên đấy. À, tôi biết ai rồi, tôi biết ai rồi. Ngày hôm qua tôi say á là có Reagan. Reagan với Deadpool lên trên đó phá. Nhưng mà Deadpool thì lên bán lục bảo cho tôi, còn thanh niên Reagan là nói úp úp mở mở là có cái gì đó đang định nói với tôi á, cũng lên đó đó. Như vậy á, tôi đoán á, theo tôi á là vừa phá ổ đất xong sau đó lên phá tôi nè. 100% luôn. Quả nghi ngờ quá. Chắc chắn luôn. Chờ con vịt của người ta đang đẹp mà. Đây không, vẹt cũng lên đây xem thánh giá nè vẹt. Đâu. Đấy. Ây da. Khứa nào ghi. Khứa nào có slam nhờ. Đấy, bây giờ anh Bruno có nhiều mà, anh có mấy pha mà. Như vậy là lúc tối là hình như có Reagan vào hay sao ấy. Reagan có qua nhà anh Bruno lấy slam chắc luôn. Xong lại còn qua đốt nhà nữa. Ôi thấy chuẩn rồi, thấy chuẩn rồi. Chuẩn bài luôn, chuẩn bài. Chuẩn rồi ông ơi. Uầy, cục slam nhà mình bị đập rồi nhớ bạn. Trời ơi, mấy cái rương trong đây còn. Ơ, ừ may quá vẫn còn. Chưa ai biết hết. Ok. Đồ thì nói chung là hình như là nhà mình cũng không bị phá gì đâu. Không, này phá cho vui à. Nhưng mà cái khu của ổ đất bị phá ghê thực sự các bạn. Gì đây? Bị phá đúng nhiều luôn ấy. Thôi, ok. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục xây dựng tiếp cái đảo trên trời nha các bạn. Thì hòn đảo trên trời này mình thiếu khá là nhiều thứ. Thì xây này mình tắt shader đi, xây cho nó dễ bạn ơi. Chứ để shader thì nhiều khi nó hơi cộm tí. Bây giờ mình sẽ đi lấy thêm tí lá nữa. Ok, thì mình đã tu sửa thành công nha các bạn. Bây giờ mình bay một vòng cho các bạn xem nha. Tắt shader thì nó sẽ dễ nhìn hơn một tí nha các bạn. Đấy. À, hòn đảo của mình từ trên xuống và từ dưới lên này nhìn nói chung là rất là đồ sộ luôn ha. Thì nó cũng còn lòi hơi lòi một tí mảnh đất các bạn, nhưng mà không sao. Nhìn vậy á nó mới thật các bạn à. Đây. Phía dưới nhìn lên nè. Ui giời ơi, ngầu luôn các bạn ơi. Thì sau này mình sẽ xây cái dựng cái cửa hàng bán cánh trên đó nha các bạn. Rồi có thể mình sẽ livestream mình đi tìm cánh chẳng hạn. Đấy. Ok, thì chắc cái video tới đây thôi các bạn à. Video cũng khá là dài rồi. Mình tạm thời mình chỉ xây cái lồng này trước cái. Ơ nhưng mà hình như ở dưới nó có ai phá của mình thì phải. Chứ rồi hình như có ai đào đất ở đây thì phải nhờ. Thôi check lại phát đã. À mấy cái chỗ này mình chưa có lắp lại nữa. Ồ. Oh. Thì mình sẽ phải làm một cái lối đi bí mật ở dưới nữa, lỡ bị ai dí mình còn chạy được nha anh em. Rồi ở trong này nó chỉ có vậy thôi à. Đơn giản lắm. Rồi chỗ này tôi sẽ bay lên. Ok nha, tạm thời là vậy đi. Rồi nếu các bạn thích video này thì đừng quên để lại trên một like nha. Rồi sau này mình sẽ xây cửa hàng bán cánh trên đây. À hay, bán cánh nó phải trên trời các bạn, vậy nó mới ngầu. Ơi lỡ mà ai mắc cánh rồi sao lên mua được ta. Cũng hơi khó. Không nhưng mà như vậy nó mới độc lạ được các bạn ơi. Ok, tạm biệt mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành. Bye bye.